Xin chào chị nha, thì phải lâu lắm rồi cửa hàng em lại về thêm một chiếc xe to cao nhưng không đen hôi nha anh chị. Ford Everest sản xuất 2022, lăn bánh thì khoảng hơn 10.000 cây thôi. Em đang bán với giá là 1.050.000, bao rút hồ sơ. Xe thì bản tiêu chuẩn một cầu nha anh chị. Nước sơn màu cam này rất là thể thao và bắt mắt cho mình luôn. Để đi nội thất ở bên trong ạ. Xe thì có ghế chỉnh điện bên tài nè, ghế theo xe cũng rất là dày luôn. Ở xe thì ô đô chuẩn là khoảng 11.100, màn hình rim theo xe rất là to nè. Ở đây có sạc điện thoại không dây nè, cắm sạc, chế độ phanh tay điện tử, 4 chế độ lái cho mình nha. Các nút bấm ở đây anh chị thấy nè, rất là nhám luôn. Xe cũng đã lên được cái lót sàn nè. Everest thì như anh chị thấy nè, ngồi rất là cao ráo, thoải mái luôn. Dịp Tết tới rồi thì mà anh chị đi đường dài về quê là hết sảy nha. Về phần sau xe thì cũng có sẵn là cam lùi, cảm biến lùi rồi. Cũng có dán phim cách nhiệt đầy đủ đó nè. Đó, đây là khi nếu mà mình gặp ghế phụ xuống nè anh chị, mình sẽ được được nhiều đồ hơn. Bên đây cũng có cổng sạc nè. Đó, nếu mà được được 2-3 cái vali hành lý á. Bây giờ Odo theo xe thì khoảng hơn 10.000 cây thôi, nên lốp vẫn còn tương đối cao cho mình nha. Thì đăng kiểm theo xe thì được sử dụng tới 2025 nè. Mình độ biển vẫn sử dụng bình thường anh chị. Xe thì có biển số Nha Trang đây. Thì anh chị nào mà quan tâm tới mẫu xe này thì gọi ngay cho em Vi để được hỗ trợ tư vấn nha. 0928 325 679 hoặc là ghé luôn tại Toàn Trung Gia Lai 276 Nguyễn Tất Thành Pleiku để có thể trải nghiệm và tham khảo những xe khác đang có ở cửa hàng nha. Ngoài ra thì bên em vẫn có trao đổi xe bù trừ cho anh chị có nhu cầu lên đời nè, hoặc là truy cập ở trang web luôn, xe lướt toàn trung.com. Bên em cập nhật xe tại hai cửa hàng ở trên đó để mình tham khảo tiện hơn nha.